Thưa quý vị, chợ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, do nơi đây tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vẫn còn chủ quan, chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, công tác vận động, nâng cao ý thức của người dân cần được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quan tâm hơn nữa, để tránh mất bò mới lo làm chuồng. Bình chữa cháy reset đã hết hạn sử dụng. Tiểu thương không biết cách dùng bình chữa cháy, thậm chí là không trang bị. Đây là thực trạng chung khi lực lượng chức năng đến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các tiểu thương tại chợ Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu. Qua trao đổi, người dân đã được chính quyền địa phương vận động trang bị bình chữa cháy từ nhiều năm trước. Theo thời gian, các bình chữa cháy được trang bị rơi vào quên lãng, mất đi tác dụng dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Lúc mà vô chợ mới á, là hình như ở trên xã, tôi nhớ là trên xã có vận động cho mình là cái bình xịt phòng cháy chữa cháy, mà hình như là cũng hơi lâu rồi. Địa phương có hướng dẫn cho mình nhưng mà đều lâu quá rồi á, không có mấy anh mà dặn thực tập huấn luyện trở lại á cho mình, cho nên là cũng hơi quên. Thì sẵn đây tôi cũng nhờ cơ quan chức năng rồi mấy anh mà lên phòng cháy chữa cháy á tập huấn trở lại. Con tài đồ đạt bắn rất là nhiều, nguy hiểm cháy cũng sợ. Qua kiểm tra thực tế thì chứng minh thấy rằng thì các cái chợ, đặc biệt là ngay chỗ cái chợ của xã Bầu Năng, thì các cái tuyến đường giao thông để đi vào chợ thì các cái hộ kinh doanh sử dụng dù là che để ở đường lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, khả năng là xe chữa cháy không vô được, kể cả xe ô tô chạy vô đường này rất khó khăn. Rồi công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh phát sinh khu vực ngoài chợ thì đa số là có trang bị bình chữa cháy nhưng mà bình chữa cháy lại hết tác dụng. Còn tại chợ Sáng, xã Trung Mích, nhiều tiểu thương cũng nhận thức được tầm quan trọng của công tác này. Do đó, nhiều người nhiệt tình ủng hộ, tự giác đăng ký, mua và trang bị bình chữa cháy cho mình. Cũng coi trên đài đây kia đồ đó, nó xảy ra những cái sự việc mà coi như là cháy, cũng thương tiếc. Cho nên là tuyên truyền thì nhờ cái chính quyền địa phương và ấp xã Trung Mích hướng dẫn. Rồi nay là bắt đầu là gia đình coi như là mua một cái bình chữa cháy để phục vụ cho nhà và cả chợ của địa phương của mình, cho nó đừng có xảy ra những cái sự cố đáng tiếc đó nữa. Từ nào giờ cô cũng không có sử dụng phòng cháy chữa cháy, nay có công an đầu tiên tiền phòng cháy chữa cháy á, cô thấy tốt thì cô cũng mua để sử dụng cho nhà. Với lại chợ có biết sử dụng cho chợ, rồi có cháy thì mình sử dụng. Việc phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ là rất quan trọng, khi mà bên cạnh một bộ phận tiểu thương đề cao ý thức chấp hành an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì vẫn còn không ít người ỷ lại vào lực lượng chức năng, xem nhẹ vấn đề an toàn phòng cháy tại nơi kinh doanh. Do đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần phối hợp cùng địa phương siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát để tránh sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng.